Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay một cái lô vườn cho cô chú anh chị. Cái lô vườn này hiện tại bây giờ là thuộc về xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nha. Tổng diện tích cái vườn này cô chú anh chị là 10 hectare nha cô chú anh chị, sổ sách đầy đủ. Mặt tiền quốc lộ 28 nha cô chú anh chị, có là 150 m mặt tiền quốc lộ 28 nha. Còn mặt tiền đường bê tông thì là hơn một cây số là mặt tiền đường bê tông nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái lô đất này là có hai mặt tiền đường nha cô chú anh chị, sổ sách đầy đủ không thiếu một một mét nha. Từ cái lô đất này cô chú anh chị mà ra quốc lộ 28 á, ra quốc lộ 14 á thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 40 cây, ra thành phố Gia Nghĩa là 40 cây nha cô chú anh chị. Còn mà về hướng Buôn Ma Thuột là 75 cây, còn về hướng Sài Gòn là 240 cây số nha. Trên đất này được chủ là trồng 9 hect sầu riêng, 1 hect là chanh giấy nha cô chú anh chị. Sầu riêng hiện tại bây giờ chủ đã được trồng 7 năm rồi nha. Sầu riêng này đã được 7 năm rồi nha cô chú anh chị. 9 hect sầu riêng với lại là 1 hect chanh giấy cực đẹp nha cô chú anh chị. 9 hectare sầu riêng này là được chủ là trồng rồi 7 năm, hơn 7 năm rồi nha. Đất thì thuộc về xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Đất cực kỳ đẹp cô chú anh chị ạ. Đất là hiện tại bây giờ là đất đất đỏ ba gian nha. Có nhà cửa điện nước đầy đủ nha cô chú anh chị. 150 m mặt tiền quốc lộ 28 nha. Còn mà mặt tiền đường bê tông á là hơn một cây số là mặt tiền đường bê tông nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha, cũng như đang xem cái kênh YouTube của em, cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh nhà em nhé cô chú anh chị. Do chủ nhà là bị nợ ngân hàng cô chú anh chị cho nên là kêu bán rẻ cái lô đất này nhá. Chủ nhà hiện tại bây giờ đang nợ ngân hàng nhá, ngân hàng chuẩn bị xét nợ nha cô chú anh chị, cho nên là chủ nhà kêu bán hết cái lô vườn này, là tổng diện tích là 10 hectare, 9 hectare sầu riêng đã được trồng là hơn 7 năm, 1 hectare chanh dây cực kỳ đẹp, ao hồ điện nước nhà cửa đầy đủ nha cô chú anh chị. Cái việc là cô chú anh chị vào đây là đầu tư làm ăn rồi nha, ngoài ra không phải là đầu tư bất cứ một cái hạng mục gì nha. Đất đỏ ba gian, đất cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị, sổ sách đầy đủ không thiếu một mét nha. Anh chị mà đang tìm hiểu đến mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị. Đất cực kỳ đẹp cô chú anh chị ạ, thích hợp cho cô chú anh chị đưa vốn về đây đầu tư nhá. Sầu riêng này là đã có bỏi hết rồi nhá cô chú anh chị, có một số là kinh doanh năm thứ nhất nhá, còn lại là bỏi năm thứ hai hết rồi nhá cô chú anh chị. Được chủ nhà là lắp hệ thống nhỏ giọt hết toàn bộ rồi nhá cô chú anh chị, hơn một cây số là mặt tiền đường bê tông. Còn mặt tiền quốc lộ 28 á thì là nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 150 m mặt tiền quốc lộ 28 nhá, sổ sách đầy đủ nha cô chú anh chị. Do là chủ nhà là đang nợ tiền ngân hàng cho nên là bị nợ ngân hàng nha cô chú anh chị, ngân hàng chuẩn bị siết nợ nhá, cho nên là chủ nhà đang đang kêu là bán gấp cái lô vườn này để kịp thời trả nợ cho ngân hàng nha cô chú anh chị, cho nên là một cái mức giá rất là rẻ nha. Anh chị xem video cái mức giá của cái lô đất này em để phần cuối video nha cô chú anh chị. Giá của lô đất này á, là em để phần cuối video nha cô chú anh chị, theo dõi cái kênh YouTube này, xem hết cái video này thì em sẽ để cái phần 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 giá ở đằng sau cái video này nha cô chú anh chị. Đất cực kỳ đẹp cô chú anh chị, đất nằm trong khu dân cư luôn nha, rất là tiện đường cho cô chú anh chị vào đây đầu tư làm ăn nha cô chú anh chị. Giá cực kỳ rẻ do là chủ nhà bị nợ ngân hàng nha cô chú anh chị, cho nên là chủ nhà kêu bán gấp cái lô đất này nha, giá cực kỳ rẻ luôn. Tổng diện tích là 10 hect, 9 hect sầu riêng đông đặc, 1 hect là chanh dây cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang tham khảo đến cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nhé, cũng như đang xem cái kênh của em ấy, cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh em nhé cô chú anh chị, để em có động lực quay những cái lô đất tốt nhất rẻ nhất để cho cô chú anh chị tìm hiểu và tham khảo nhé.